Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn không uống đủ nước? Bước vào những ngày hè nóng nực, nhiều người thường chỉ uống nước khi cơ thể cảm thấy khát. Điều này sẽ gây nhiều hệ lụy với sức khỏe khi cơ thể không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Bởi vì nước phục vụ rất nhiều chức năng trong cơ thể, nên không có gì ngạc nhiên khi việc tiêu thụ ít nước có thể gây ra những tác động đáng kể và đáng lo ngại. 1. Bạn có thể cảm thấy đói hơn. Nếu bạn cảm thấy đói hơn bình thường trong suốt cả ngày, ngoài ăn còn do không uống đủ nước. Khi thiếu nước, cơ thể bạn phát ra tín hiệu đói và bạn có xu hướng ăn nhiều thức ăn mặn hoặc nhiều tinh bột để giúp giữ nước trong cơ thể. Natri hỗ trợ quá trình hydrat hóa, nhưng nước lọc cũng có tác dụng này và giúp bạn không tiêu thụ lượng calo dư thừa. 2. Đau đầu khi thiếu nước. Mặc dù đau đầu có thể do một số yếu tố gây ra, nhưng mất nước cũng là một trong những nguyên nhân chính gây đau đầu. Để tránh những cơn đau đầu khó chịu, hãy uống nước liên tục trong ngày thay vì đợi triệu chứng mất nước xuất hiện rồi mới uống nước. 3. Thiếu nước dễ gây táo bón. Chất lỏng giúp bôi trơn các khớp và mô trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ quá trình vận chuyển các chất bên trong đường tiêu hóa. Khi cơ thể thiếu nước ảnh hưởng đến quá trình bài tiết phân, dẫn đến tình trạng táo bón. 4. Tăng nguy cơ say nắng khi thiếu nước. Kiệt sức vì nóng và say nắng đều liên quan đến tình trạng mất nước nghiêm trọng. Môi trường nóng ẩm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước hiện có và tăng nguy cơ bị say nắng. Say nắng có dấu hiệu đặc trưng như da nóng, khô, nhiệt độ cơ thể cao và suy nhược. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào, bạn nên uống nước và liên hệ với chuyên gia y tế ngay lập tức. 5. Thiếu nước cũng dẫn đến tăng cân. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, sự trao đổi chất của bạn bị chậm lại. Uống đủ chất lỏng có rất nhiều lợi ích, một trong số đó có thể là giảm cân. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc tăng lượng nước uống của bạn lên 1.5 lít mỗi ngày một cách đều đặn có thể đốt cháy thêm 17.400 calo trong suốt một năm. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn trong mục tiêu giảm cân của bạn. 6. Mất nước ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Khó tập trung có thể liên quan đến tình trạng hydrat hóa của bạn. Theo nghiên cứu, bộ não của bạn được tạo thành từ 80% là nước và thậm chí tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tập trung của bạn. Trên thực tế, mức độ mất nước nghiêm trọng hơn còn gây ra các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng hơn như nhầm lẫn và mê sảng. 7. Nhịp tim tăng lên. Khi bạn không uống đủ nước, tim của bạn phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể, dẫn đến nhịp tim cao hơn. Để cho phép hệ thống tim mạch của bạn hoạt động hiệu quả hơn, hãy bắt đầu ngày mới với nhiều chất lỏng và thường xuyên uống nước cũng như các chất lỏng khác trong ngày.